Vâng, Thế Định xin chào toàn thể của chị nha. Giới thiệu mùa Covid của chị ạ. Giới thiệu rồi review mùa Covid, phải đeo khẩu trang vào, nguy hiểm lắm. Dịch Covid nguy hiểm lắm. Thì cô chính chị ơi, hôm nay Thiên Định đang không phải ở Ocean Park nữa, mà Thiên Định đang có mặt tại khu đô thị Vinhome Riverside Harmony ở trên Long Biên. Thì hôm nay đây Thiên Định đang muốn giới thiệu cho cô chính chị chúng ta một cái căn biệt thự song lập mà view được hồ của anh chị ạ, view vườn hoa, view hồ đúng không ạ? Có diện tích là 145 m, căn sát góc luôn. Và hiện tại đang có một cái mức giá mà Thiên Định thấy là tương lai tiềm năng căn này cũng sẽ tăng lên mức giá khá là cao. Tại vì đến thời điểm này thì những cái căn tại Harmony giá đã rất là cao rồi đúng không ạ? Thì Thiên Định để Thiên Định quay cũng như giới thiệu xem quý anh chị chúng ta thấy căn này có đẹp và đặc biệt không nhé quý anh chị nhé. Vâng, hãy theo chân Thiên Định thôi quý anh chị ơi. Nào, chúng ta đi thôi. Let's go. Đây quý anh chị ạ. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại khu Nguyệt Quế của anh chị nhá. Bên này chính là trường mầm non. Và phía trước đây chính là vườn hoa, khu vui chơi dành cho trẻ em cũng như là đi thẳng ra hồ. Thì khu vực này thì đi ra hồ rất gần luôn. Đây, quý anh chị chúng ta có nhìn thấy là căn biệt thự này nằm ngay gần ngã ba luôn. 145 m quý anh chị nhá. Diện tích xây dựng một sàn của nó là 75 m một sàn. Đấy, vị trí này rất gần với cổng an ninh này, quý anh chị chúng ta có thể nhìn thấy được không ạ? Đi gần với hồ này, hồ 24,5 m A, à hồ 12,5 m A. 12,4 ha. Đấy. Quý anh chị nhá. Lâu rồi không lên review tại khu Harmony cũng như Riverside. Đây. Quý chị nhìn thấy không ạ? Và bây giờ là Thiên Định sẽ mời quý anh chị chúng ta xem cái căn biệt thự này xem là nó có đẹp hay không quý anh chị nhá. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn, đường thì thông thoáng. Đây. Vị trí của nó đây nhá, để Thiên Định quay cho quý anh chị xem nhá. Đây quý anh chị ạ. Trên trên cái đỉnh đỉnh mái còn có một cái tháp chuông rất là đẹp luôn. Đấy, quý anh chị nhìn thấy không ạ? Bây giờ Thiên Định sẽ đi vào trong nhá để quý anh chị chúng ta có thể thấy thấy được. Đây quý anh chị ạ, đây là mặt trước này. Mặt trước này, bậc thềm này. Và căn biệt thự này đang bán với giá là 19 tỷ bao phí của anh chị nhá, 19 tỷ bao phí toàn bộ. Đây, bên trong đây. Nó là một căn áp góc. Đây. Sân vườn bên cạnh viên hông thì còn đang rất là thoáng. Căn này thì theo cái thế đất thì nó còn còn nỡ hậu một xíu, nó cũng quý anh chị ạ. Đấy, nó còn nỡ hậu một xíu. Rất là đẹp. Một căn sân vườn bên 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 hông còn đang rất là rộng này. Quý anh chị nhìn đúng không ạ? Bên hông rất là rộng luôn. Đây. Bên trong thì đã có cầu thang rồi, cầu thang bộ này quý anh chị này. Đây thì định sẽ lên tầng 2 cho anh chị xem nhé. Bên khu Harmony này thì là có cầu thang, còn dưới Ocean Park thì là không có. Đây đây là tầng 2. Dự án Vinhome The Harmony thì nằm ngay tại phường Phúc Lợi, phường Việt Hưng, thuộc quận Long Biên. Đây thì định sẽ đi đến đây để quý anh chị chúng ta thấy được cái ngắm cái view của nó nhé. Cực kỳ thoáng luôn. Đây, quý anh chị nhìn thấy không ạ? View cực kỳ thoáng. Một căn 145 m áp góc. Cực kỳ đẹp và đang bán với giá là 19 tỷ bao phí toàn bộ cho anh chị luôn. Vâng. Thiên Định
Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã theo dõi video của Thiên Thịnh nhá. Nếu có anh chị chúng ta quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Thịnh qua số điện thoại 0907 459 550. Vâng, Thiên Thịnh xin chào và hẹn gặp lại.